Xin chào các bạn. Tuần qua, cơ quan biên phòng vùng Odessa ở tây nam Ukraine đã lập kỷ lục bắt giữ số lượng nam giới người Ukraine cực lớn tìm cách chạy trốn ra nước ngoài. Các binh sĩ biên phòng Ukraine, người cũng thực sự không muốn ra tiền tuyến, đang phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác với bắt giữ những thanh niên trốn lính, tìm mọi cách chạy trốn ra nước ngoài. Người ta mới biết về thành tích tiếp theo của các nhân viên sở biên phòng Odessa là vào ngày 21 tháng 6, đã có tới 47 người bị bắt giữ cùng một lúc tại khu vực gần biên giới vùng này với Chernichia, một vùng lãnh thổ ly khai khỏi nước láng giềng Moldova và tự xưng là Cộng hòa Moldova Prinetrovia, PMR, hiện đang nằm dưới sự bảo trợ của Nga. Nhà báo Ukraine Vitaly Glagolia đã viên video này trên kênh Telegram của mình rằng tất cả những người trong vụ bắt giữ lớn tiếp theo của cơ quan biên phòng nhà nước vùng Odessa đều là những thanh niên trốn tránh quân dịch, những người đã cố gắng trốn tránh việc huy động vào quân đội Ukraine. Theo nguồn tin của Vitaly Glagolia, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ tại khu vực Obzili, Ukraine, Plot, PMR. Gần 50 thanh niên này muốn rời khỏi đất nước và vượt biên qua biên giới vùng Odessa vào PMR trên 4 chiếc xe buýt nhỏ, kèm theo một chiếc ô tô khác. Trên đó chính là 7 người trong nhóm tổ chức đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp. Bài viên lưu ý rằng, thông thường mỗi thanh niên có nhu cầu trốn ra nước ngoài sẽ phải đưa cho nhóm tổ chức vượt biên giới từ 5 đến 10.000 USD. Cuộc điều tra đang diễn ra và cơ quan thực thi pháp luật đang tìm kiếm những cá nhân khác có liên quan đến những chương trình như vậy. Trước đó, vào ngày 14 tháng 6, các nhân viên của cơ quan biên phòng nhà nước ở vùng Odessa đã chặn một chiếc xe tải chở 41 nam hành khách như vậy. Tài xế xe tải chở ngũ cốc muốn đưa khách du lịch đồng hương từ 12 vùng khác nhau của Ukraine ra nước ngoài. Trước nữa, vào ngày 8 tháng 2 năm nay, cũng đã có 38 người đàn ông bị bắt giữ trên hai chiếc xe buýt nhỏ ở biên giới với Hungary. Họ đến từ 11 vùng của Ukraine và mỗi người được trả cho nhóm tổ chức vượt biên từ 4.500 đến 8.500 USD. Theo giới truyền thông Ukraine, hàng ngày có hàng trăm nam thanh niên nước này tìm cách trốn ra nước ngoài để không phải ra chiến trường. Những vụ bắt giữ vừa qua chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, tức là những vụ việc lớn tiêu biểu được đưa tuyên bố công khai, còn rất nhiều vụ việc nhỏ không được thông báo. Cùng với đó là những vụ vượt biên thành công mà người ta không xác định được số lượng người vượt biên. Ở chiều ngược lại, khi Ukraine ngày càng khát lính, các đối tác phương Tây lại càng lộ diện trong chiến dịch trực tiếp với Nga thông qua các lực lượng đánh thuê, tình nguyện và mới nhất là các cố vấn đến Ukraine dưới danh nghĩa huấn luyện quân đội Kiev. Trong những tháng gần đây, khi cuộc xung đột diễn ra ngày càng căng thẳng, số lượng lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine tham chiến đã tăng đáng kể. Sự xuất hiện gần đây của một nhóm lính đánh thuê Pháp ở Odessa đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả chính quyền Ukraine lẫn các nhà hoạt động thân Nga. Cụ thể, tại Odessa ghi nhận sự xuất hiện của 3 chiếc thuyền với khoảng 60 người nước ngoài có vũ trang, họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp. Những gì diễn ra làm phát sinh câu hỏi về mục đích của họ khi đến chiến sự và những hậu quả có thể xảy ra đối với hoạt động này. Có thông tin cho biết lính đánh thuê Pháp đã đến Odessa từ Romania. Lộ trình của họ đi qua thị trấn nhỏ Reni, từ đó xuôi dòng sông Danube đến Izmail, rồi đến Odessa. Theo ghi nhận, ở Izmail và Reni có tình nguyện viên Romania với số lượng từ 300 đến 500 người. Họ sống trong những khách sạn hoặc các tòa nhà gần cảng. Những người này cũng đang nhanh chóng được đưa đến Ukraine. Việc đưa binh sĩ Pháp tới Odessa diễn ra hết sức thận trọng. Những người lính này được bố trí trong các căn hộ cho thuê, ẩn nấp dưới tòa nhà dân cư để che giấu tung tích. Điều này cho phép họ sống tương đối an toàn, tránh được sự chú ý không cần thiết. Không giống như những người trước thường lui tới các nhà hàng địa phương, binh sĩ mới đến tránh vào thành phố và tận dụng dịch vụ giao đồ ăn đến tận nhà. Lính đánh thuê Pháp xét theo hành vi và kỷ luật nghiêm ngặt của họ, quả thường có thể đến từ quân đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, số lượng và mục đích cụ thể của họ vẫn chưa rõ ràng. Để bảo vệ thành phố trong trường hợp quân đội Nga tấn công, số lượng như vậy rõ ràng là không đủ. Nhiều khả năng đây là những nhân viên kỹ thuật hoặc là những người hướng dẫn chịu trách nhiệm đào tạo binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Theo điều phối viên của lực lượng ngầm tại Nikolaev có tên Sergei Lebedev, người được biết đến với biệt danh Saki, những người Pháp nói trên là một nhóm lính đánh thuê bình thường khác từ quân đoàn nước ngoài chứ không phải là quân NATO. Ông Saki nói thêm, một nhóm người Pháp khác ở vùng Kharkiv thuộc làng Lipsy, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Ở Lipsy có một khu huấn luyện nơi binh sĩ Pháp đào tạo quân nhân Ukraine làm việc với vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, cần lưu ý, ông Lebedev đã nhiều lần bị cáo buộc phổ biến thông tin không hoàn toàn đáng tin cậy, đặc biệt là vì không có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề này. Theo nhận định trên, lính đánh thuê Pháp cũng đã được phát hiện ở Nikolaev, tại khu huấn luyện Kapustina, Banka, nơi đào tạo quân nhân Ukraine cạnh bắn pháo tự hành Seja,
nhưng không ai dám chắc họ có trực tiếp vận hành hay không. Một trường hợp mới nhất là vụ tấn công tên lửa ATACMS mang đạn chùm vào thành phố Sevastopol ngày 24 tháng 6. Giới quan sát cảnh báo rằng, với vụ tấn công Sevastopol ở bán đảo Crimea làm nhiều dân thường thương vong bằng tên lửa ATACMS chiến thuật do Mỹ cung cấp, NATO đang ngày càng bước tới ngưỡng cửa khơi mào cuộc chiến tổng lực với Nga. Chính trị gia Florent Philippot, người đứng đầu đảng yêu nước Pháp nhận định, cuộc tấn công ngày 23 tháng 6 của quân đội Ukraine vào Sevastopol cho thấy sự leo thang của cuộc xung đột là minh chứng cho ý định của NATO nhằm tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực. Theo ông, Nga đã trực tiếp cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm tương đương về cuộc tấn công vào Sevastopol, khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương, và sẽ có các biện pháp trả đũa thích đáng. Vì vậy, leo thang căng thẳng là thực tế hiển nhiên. Những người có quan điểm diều hâu NATO muốn một cuộc chiến tổng lực. Ông Philippot viết trên trang mạng xã hội X. Chính trị gia trên lưu ý, một cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra vì Mỹ đã cung cấp chuỗi kế ép tên lửa ATACMS chiến thuật. Về vấn đề này, một lần nữa ông kêu gọi Pháp ngừng mọi nguồn cung cấp cho Ukraine và rút khỏi NATO. Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng leo thang dẫn đến chiến tranh thế giới này, ông Philippot nói thêm. Trong khi đó, cùng với loạt chỉ trích, Nga ngày 24 tháng 6 triệu tập đại sứ Mỹ Lina Chaisi để quy trách nhiệm về vụ tấn công. Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Washington đã khuyến khích chính quyền Kiev tấn công Crimea và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả. Những hành động như vậy của Washington không thể không đáp trả. Chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả, tuyên bố của Nga cho biết. Ngay tại Mỹ, không ít người đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công của Ukraine vào Sevastopol ở Crimea bằng tên lửa ATACMS của Washington. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Hãy tưởng tượng nếu Nga sử dụng vệ tinh của họ bắn bom chùm trên bãi biển Florida thì sẽ như thế nào? Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Mỹ, bà Taylor Greener, viết trên mạng xã hội X. Theo bà Greener, biên giới duy nhất mà quân đội Mỹ của chúng ta nên bảo vệ là biên giới của chính chúng ta, và hiến pháp quy định chính phủ liên bang phải bảo vệ các bang. Ngày 23 tháng 6, Ukraine đã tấn công cơ sở tầng dân sự ở Sevastopol bằng tên lửa ATACMS của Mỹ, vốn mang đầu đạn chùm. Trong quá trình đẩy lùi vụ tấn công, lực lượng phòng không Nga đã chặn 4 tên lửa. Đầu đạn tên lửa thứ 5 của Mỹ đã phát nổ trên không, gây nhiều thương vong cho dân thường ở Sevastopol. Theo giới chức Nga, vụ tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 120 người bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau, trong đó có 27 trẻ em. Các tên lửa được cho là có gắn đầu đạn chùm. Đạn chùm có khả năng phát tán hàng chục quả bom nhỏ hơn khi được kích nổ. Tháng 7 năm ngoái, Mỹ thông báo sẽ cung cấp bom chùm cho Ukraine. Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi quyết định này là rất khó khăn nhưng có lý, cho rằng việc viện trợ cho Ukraine là cần thiết để thúc đẩy một cuộc phản công của Kiev. Loại vũ khí trên bị cấm ở hơn 100 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp và Đức. Đạn chùm được cho là cực kỳ nguy hiểm với dân thường vì thường được trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ cùng chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công có chú ý này, vì tất cả các nhiệm vụ bay được điều chỉnh cho tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS đều do chuyên gia Mỹ hướng dẫn dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của chính nó. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng càng chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa trên cơ sở thông tin từ các vệ tinh dò thám của Mỹ, nghĩa là Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công vào Sevastopol. Trách nhiệm về cuộc tấn công tên lửa có chú ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol, bán đảo Crimea, trước hết thuộc về Mỹ, nước viện trợ vũ khí, và tiếp đến là Ukraine, lãnh thổ bắt nguồn vụ tấn công. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Ủy ban điều tra Nga cũng đã mở vụ án hình sự về vụ tấn công này. Ngày 24 tháng 6, được tuyên bố là ngày để tang ở Sevastopol và Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn tới người dân thành phố. Trong khi đó, cựu Tổng thống, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, những người xấu xa ở Mỹ đã cung cấp tên lửa có đầu đạn chùm cho những người ở Ukraine và hướng dẫn họ nhắm đến mục tiêu. Những người xấu xa ở Kiev đã chọn một bãi biển nơi có những người dân sống yên bình là mục tiêu và nhấn nút. Cả hai sẽ bị tiêu diệt trong lửa địa ngục. Ông Medvedev tiếp tục lên án vụ tấn công vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, cho rằng vụ tấn công này do những kẻ cực đoan thực hiện. Mọi thứ xảy ra không phải là hành động quân sự, mà là một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân của chúng tôi, được thực hiện vào một ngày lễ của chính thống giáo, cựu Tổng thống Nga cho biết thêm. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.